Xuất gia 7 năm, 30 tuổi thành đạo, hiệu ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật, từ biểu tòa kim cương hoa quang nơi đạo tràng tịch diệt, nhẫn đến nơi cùng của đại tự tại thiên vương, trong 10 nơi ấy Đức Phật tuần tự ngự đến thuyết pháp. Lúc đó, nhân khi xem biểu tràng mảnh lưới của Đại Phạm Thiên Vương, Đức Phật vì đại chúng mà giảng kinh Phạm Võng, ngài dạy rằng, vô lượng thế giới dường như là lỗ lưới, mỗi thế giới đều khác nhau cả, khác nhau đến số vô lượng, giáo pháp của Phật cũng như vậy. Đức Phật đã 8.000 lần đến thế giới ta bà này, ngự trên biểu tòa kim cương hoa quang nhẫn, đến ngự nơi cùng của Đại Tự Tại Thiên Vương, lược giảng tâm địa pháp môn cho cả thảy đại chúng trong những pháp hội ấy. Sau đó từ cung của thiên vương, Đức Phật trở xuống ngự dưới cội bồ đề nơi cõi Diêm Phủ. Vì tất cả chúng sanh trên quả đất này, hạng người phàm ngu tối mà giảng một giới pháp kim cương quang minh biểu giới. Giới pháp này là lời thường chỉ tụng của Phật Lô Xá Na khi ngài mới phát bồ đề tâm trong thời kỳ tu nhân của ngài. Giới pháp này cũng chính là bổn nguyên của tất cả Phật, là bổn nguyên của tất cả Bồ Tát và là chủng tử của Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả ý thức, sắc tâm, là tình, là tâm đều vào trong phạm vi giới pháp Phật tánh. Vì chắc chắn thường có chánh nhân nên chắc chắn pháp thân thường trụ, 13 la đề mộc xoa, như thế xuất hiện trong đời. Giới pháp này là chỗ kính trọng thọ trì của tất cả chúng sanh trong ba thủa. Giờ đây Đức Phật sẽ vì trong đại chúng này mà giảng lại giới phẩm vô tận tạng, là giới phẩm của tất cả chúng sanh, bổn nguyên tự tánh thanh tịnh. Này ta là Lô Xá Na, đương ngồi trên đài liên hoa, trên nghìn cánh sen đơm vòng, lại hiện ra nghìn Thích Ca, mỗi cánh sen trăm ước cõi, mỗi cõi Phật Thích Ca, đều ngồi dưới cội bồ đề, đồng thời thành chánh giác đạo. Nghìn trăm ước Phật như vậy, Lô Xá Na là bổn thân, nghìn trăm ước Phật Thích Ca đều đem theo vi trần chúng, cùng nhau đến tại chỗ ta để nghe ta tụng Phật giới, ta liền giảng môn cam lộ. Bây giờ nghìn trăm ước Phật trở về đạo tràng của mình, đều ngồi nơi cội bồ đề, tụng 10 trọng, 48 giới của bổn sư Xá Na, giới như vừng nhật nguyệt sáng, cũng như chuỗi báu ngọc châu, chúng Bồ Tát như vi trần, do giới này mà thành Phật. Đây là Đức Xá Na tụng, ta đây cũng tụng như vậy. Các ông tân học Bồ Tát phải cung kính thọ trì giới. Khi thọ trì giới này rồi, nên chuyển lại cho chúng sanh, lắng nghe ta đang chỉ tụng Pháp Ba La Đề Mộc Xoa. Là giới tạm trong Phật Pháp, đại chúng lòng tin nên chắc, các người là Phật sẽ thành, ta đây là Phật đã thành, thường có lòng tin như vậy. Thời giới phẩm đã tròn vẹn, tất cả những người có tâm đều nên nhiếp hộ Phật giới. Chúng sanh nào thọ Phật giới chính là vào hàng chư Phật, đã đồng hàng bậc đại giác, mới thật là con chư Phật. Đại chúng đều nên cung kính chí tâm nghe lời ta tụng. 3. Đức Phật kiết Bồ Tát giới. Thuở ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc mới thành đạo vô thượng chánh giác, trong khi ngồi dưới cội bồ đề, ngài bắt đầu kiết Bồ Tát giới. Ngài dạy: hiếu thuận với cha mẹ sư tăng tam bảo, hiếu thuận pháp chí đạo, hiếu gọi là giới, cũng gọi là cấm ngăn. Liền đó từ nơi miệng Đức Phật phóng ra vô lượng tia sáng. Bấy giờ có đến trăm ngàn vạn ước đại chúng, các Bồ Tát 18 phạm thiên, 6 cõi trời dục, 16 đại quốc vương đồng chắp tay chí tâm nghe Đức Phật tụng giới pháp đại thừa của tất cả chư Phật. Đức Phật nói với các vị Bồ Tát: nay ta cứ mỗi nửa tháng tự tụng giới pháp của chư Phật. Tất cả hàng Bồ Tát sơ phát tâm nhẫn đến các Bồ Tát thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa cũng tụng giới ấy. Vì thế nên giới quang tưởng niệm ta phóng ra, phóng quang là vì có duyên do, chớ chẳng phải vô cớ. Giới quang ấy chẳng phải màu xanh, vàng, đỏ, trắng và đen, chẳng phải sắc pháp, cũng chẳng phải tâm pháp, chẳng phải pháp hữu, pháp vô, cũng chẳng phải pháp nhân, pháp quả. Nó chính là bổn nguyên của chư Phật, là căn bản của chúng Phật tử. Vì thế nên chúng Phật tử phải thọ trì, phải đọc tụng, phải học kỹ giới pháp này. Chúng Phật tử lắng nghe, nếu là người thọ giới Bồ Tát này, không luận là quốc vương, thái tử, các quan chức hay tỳ kheo, tỳ kheo ni, không luận là chư thiên cõi sắc, cõi dục,
không luận là hàng thứ dân, huỷ môn, dâm nam, dâm nữ, hay hàng nô tỳ, cũng không luận là tám bộ quỷ thần, thần kim cương hay loài súc sanh, nhẫn đến kẻ biến hóa, hễ ai nhận hiểu được lời truyền giới của Pháp Sư, thời đều thọ đặng giới và đều gọi là thanh tịnh thứ nhất. 4. Mười giới trọng. Đức Phật bảo các Phật tử rằng, có 10 điều giới trọng, nếu người thọ giới Bồ Tát mà không tụng điều giới này, thì người ấy không phải Bồ Tát, không phải Phật tử. Chính ta cũng tụng như vậy, tất cả Bồ Tát đã học sẽ học và đương học, đã được giảng xong tướng trạng của giới Bồ Tát, cần nên học, hết lòng kính trọng phụng trì. Đức Phật dạy, một giới sát sanh, nếu Phật tử hoặc tự mình giết, bảo người giết, phương tiện giết, khen tặng sự giết, thấy giết mà tùy hỷ, nhẫn đến dùng bùa chú để giết, nhân giết, duyên giết, cách thức giết, nghiệp giết, phàm tất cả là hữu tình có mạng sống đều không được cố ý giết. Là Phật tử, lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sanh, mà trái lại tự phóng tâm, nỡ lòng sát sanh, Phật tử này phạm Bồ Tát Bà La gì tội? 2. Giới trộm cướp. Nếu Phật tử tự mình trộm cướp, bảo người trộm cướp, phương tiện trộm cướp, nhẫn đến dùng bùa chú trộm cướp, nhân trộm cướp, duyên trộm cướp, cách thức trộm cướp, nghiệp trộm cướp, tất cả tài vật có chủ, dầu là của quỷ thần hay kẻ giặc cướp, nhẫn đến một cây kim, một ngọn cỏ, đều không đặng trộm cướp, là Phật tử lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, thường giúp cho mọi người được phước, được vui, mà trái lại trộm cướp tài vật của người, Phật tử này phạm Bồ Tát Bà La gì tội?